hơn 21.390 hóa đơn có mã của cơ quan thuế lập có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh trong quý 1. Sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp xanh, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình 10 phút vàng hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Thuế thành phố tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2024. Việc lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2024 trên cơ sở dữ liệu của hơn 2,4 triệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế lập trong quý 1. Từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024, trong đó có hơn 21.390 hóa đơn có người mua là cá nhân hộ kinh doanh. Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn được thực hiện thông qua phần mềm theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên các số hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có người mua là cá nhân hộ kinh doanh và có đầy đủ thông tin định danh người mua. Kết quả chương trình hóa đơn may mắn quý 1 đã lựa chọn được 20 hóa đơn trúng thưởng, gồm một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, hai giải nhì với mức thưởng 10 triệu đồng một giải, hai giải ba với mức thưởng 5 triệu đồng một giải và 15 giải khuyến khích mức thưởng 2 triệu đồng một giải. Cục Thuế thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức trao giải tới người trúng thưởng qua hình thức chuyển khoản, thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 và hưởng ứng lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2024, các địa phương đơn vị của thành phố thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đăng ký đảm nhận nhiều công trình, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Vào các ngày lễ lớn, các ban ngành đoàn thể của quận Hồng Bàng đều thi đua lao động sáng tạo, lập thành tích chào mừng. Mỗi đợt thi đua đã có hàng trăm đề tài sáng tiến, sáng tạo ở các lĩnh vực, mang lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng và các lợi ích xã hội to lớn khác. Dự án xây dựng trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng là một trong nhiều dự án của quận Hồng Bàng thiết thực chào mừng 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Dự án có quy mô với đầy đủ nhà hành chính, hiệu bộ, phòng học tích hợp, thư viện, phòng học, căng tin, nhà văn hóa và rèn luyện thể chất và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật trên tổng diện tích 12.000 m2. Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng do nguồn ngân sách đầu tư từ thành phố và quận Hồng Bàng. Dự kiến dự án xây dựng trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng khánh thành vào dịp 13 tháng 5 này. Công đoàn viên chức thành phố vừa phối hợp với Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển Hải Phòng, hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa tới đông đảo hội viên, đoàn viên. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đồng thời được thông tin thêm về công tác chuẩn bị, diễn biến về cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc ta. Qua đó khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là bản hùng ca về truyền thống yêu nước, chống xâm lược của dân tộc Việt Nam. Cũng tại chương trình, các đại biểu tham gia chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển Hải Phòng, hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa. Thưa quý vị, ngày nay, việc sản xuất các thực phẩm sạch, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng bằng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp đã chứng minh được nhiều ưu điểm vượt trội như giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và chất lượng, giảm mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sạch, phát triển, bền vững. Với đam mê làm nông nghiệp sạch, bà Đỗ Thị Thúy Hà đã quyết định thành lập hợp tác xã đầu tư phát triển sông Giá với phương châm hoạt động sạch từ đất, chất từ tâm. Sau một thời gian tìm hiểu các nguồn tài liệu khác nhau, biết được công dụng của chuồn quế, nhất là đối với thực vật, chuồn quế tạo ra một loại dịch có thể làm phân bón hữu cơ rất tốt cho cây. Nhờ phân của chuồn quế chứa rất nhiều hỗn hợp vi sinh mà giúp cây phát triển tốt hơn, kích thích sự mọc rễ và tăng cường dinh dưỡng cho cây. Chuồn quế cũng là loại thức ăn bổ dưỡng cho gia súc gia cầm. Bà Hà đã cùng các cộng sự đầu tư xây dựng khu nuôi chuồn quế tập trung, từ đó thu hoạch chất mùn để sản xuất các sản phẩm phục vụ hoạt động trồng cây ăn quả ngắn ngày trong nhà lưới và khu vực ươm hoa. Đồng thời, từng bước nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học từ chuồn quế, phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp hữu cơ của người tiêu dùng trong và ngoài thành phố. Khi mà mình sử dụng các dòng phân bón hữu cơ sinh học thì nó tiết kiệm được khoảng 40%. Phân bón có nguồn gốc hóa học và đấy là một cái
phát hiện mà mình thấy là nó rất là mang lại cái lợi ích rất lớn cho người trồng cây cũng như là người nông dân. Hiện nay thì hợp tác xã của bên mình có khoảng hơn 10 sản phẩm hữu cơ, đầy đủ các giải pháp cho cây trồng. Hiện nay hợp tác xã Sông Giá sản xuất ra các sản phẩm chính liên quan đến phân chuồn quế, gồm phân viên chuồn quế, phân viên hữu cơ, phân chuồn quế bột, phân bón nước từ dịch chuồn quế cao cấp. Phân chuồn quế được xếp vào loại phân hữu cơ vi sinh tự nhiên, giàu hàm lượng dinh dưỡng và hệ vi sinh vật phong phú, phù hợp với hầu hết các loại cây trồng, được người dân trong và ngoài thành phố ngày càng ưa chuộng. Tôi thấy là nó rất hiệu quả so với những cái loại phân bón mà tôi dùng trước đây. Trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về nông sản an toàn, sạch, thực phẩm hữu cơ, thì việc sử dụng các chế phẩm sinh học hiện được đánh giá là một trong những giải pháp bền vững. Mặc dù phân chuồn quế giá không rẻ so với nhiều loại phân bón hóa học trên thị trường, nhưng chúng tạo ra môi trường tốt cho vi sinh vật phát triển, từ đó tạo môi trường tốt xung quanh vùng rễ của cây trồng, giúp cây khỏe mạnh, kháng bệnh tốt, dễ hấp thụ dinh dưỡng, từ đó sẽ cần ít phân bón hơn và khỏe mạnh hơn. Điều này không chỉ giải bài toán đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp sạch mà còn góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững và đảm bảo tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Khoảng 9 giờ sáng nay trên tuyến đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền xảy ra một vụ cháy. Vào khoảng thời gian trên, đám cháy xuất phát từ một thiết bị điện trên sân thượng căn nhà số 203. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố đã điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và chống cháy lan. Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ. Sáng nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng tổ chức lễ ký kết hợp tác về đào tạo lớp thính học và chuyển giao kỹ thuật cấy ốc tai điện tử với Hội Thính học Việt Nam. Với mong muốn tăng cường hợp tác giữa Hội Thính học Việt Nam và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thành phố. Ngay sau phần ký kết, đội ngũ chuyên gia tiến hành đào tạo trực tiếp thông qua ca mổ cấy ốc tai điện tử để giúp các bác sĩ, nhân viên y tế nhanh chóng tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực. Ốc tai điện tử là thiết bị sử dụng xung điện kích thích giúp tai nghe được mà không dùng cơ chế khuếch đại âm thanh. Thiết bị này có ưu điểm là điều trị các trường hợp mất thính lực từ mức độ nặng đến sâu mà các phương pháp khác không cải thiện. Theo số liệu thống kê tại khoa mắt Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, năm 2023, khoa khám và điều trị cho gần 13.000 bệnh nhân mắc các bệnh về mắt, trong đó hơn 800 bệnh nhân mắc glaucom. Tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay, số bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh glaucom tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Ca bệnh 65 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau mắt dữ dội và mất thị lực. Qua các kết quả khám bệnh, bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân tăng nhãn áp, mắc glaucom góc đóng. Đây là ca bệnh điển hình về glaucom cấp tính. Tôi mở mắt ra và tôi nhìn thì nếu bịt cái mắt bên phải này vào thì cái mắt bên trái là không nhìn thấy bàn tay luôn. Thế vào đây bác sĩ đo thị lực cũng thế. Sau khi vào đây các bạn ấy truyền rồi cho uống thuốc thì bắt đầu là nó nhìn lại được dần dần. Nói chung là bây giờ thì nó cũng không thể phục hồi lại được ngay như bằng ban đầu. So với lại cái trước lúc mà mình bị này thì 1/10 bây giờ nó cũng chỉ phục hồi được khoảng độ 5 phần thôi. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khoa mắt cũng ghi nhận ngày càng gia tăng bệnh nhân mắc glaucom do sử dụng thuốc corticoid kéo dài. Đầu tiên thì tôi bị viêm khớp, tôi cũng không nghĩ là nó về ảnh hưởng về mắt. Thì tôi cũng chỉ đi tôi khám, tôi lấy thuốc bình thường tôi uống thôi. Nhưng mà về sau nó lại càng kiểu như chảy nước mắt nhiều, mới màu nhòe nhiều hơn. Theo hồ sơ bệnh án, ca bệnh này sử dụng thuốc corticoid kéo dài để điều trị bệnh khớp. Ngoài tác dụng chống viêm, thuốc chứa corticoid còn gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho mắt. Khuyến cáo với các bệnh nhân là với những bệnh nhân mà có những cái bệnh toàn thân mà phải bắt buộc phải dùng các thuốc corticoid thì phải đi khám mắt định kỳ và để có hướng điều trị sớm nhất và có tốt nhất cho bệnh nhân. Bệnh glaucom là nguyên nhân thứ hai gây mù lòa, chỉ xếp sau đục thủy tinh thể. Đây là một trong số những bệnh lý nguy hiểm về mắt, khó nhận diện và thường bị bỏ qua. Nhiều trường hợp khi xuất hiện những cơn đau đầu, đau mắt dữ dội của glaucom cấp tính thì lại nhầm lẫn với những cơn rối loạn tiền đình, khiến người bệnh bỏ qua thăm khám mắt. Khi cảm thấy nhìn mờ,
Lúc này thị lực người bệnh đã giảm sút nặng nề và mắt đã tổn thương ở giai đoạn nghiêm trọng. Mặc dù bệnh glaucoma khó phòng nhưng lại có thể phát hiện sớm và điều trị hiệu quả ở những giai đoạn đầu mới khởi phát. Vì thế việc khám và điều trị kịp thời rất quan trọng, đặc biệt cần kiểm tra mắt định kỳ để tránh những biến chứng nguy hiểm của bệnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.